Xin chào mọi người. Cái video này sẽ nói về Bitcoin. Ngay bây giờ là 1 giờ 11 phút sáng ngày 6 tháng 5 2023. Riêng cái funding rate for a perpetual swap thì ngay bây giờ ok nó có rất là nhiều cái negative. Có nghĩa là dấu um, dấu âm dấu âm. được okay? không? và lúc mà bạn nhìn ở đây mà bạn, bạn thấy số dấu âm nha thì nó rất là bullish nó rất là tốt cho bitcoin cũng giống như công đồng tiền tử có nghĩa là nó bay lên cái phần trăm nhiều là nó bay lên ok thì vừa rồi mình có một sự tăng trưởng nghe đâu vài trăm đô nha và đã phá vỡ cái cái hình tam giác vừa rồi của mình À, đã nằm ở trong đó khoảng cỡ 10 ngày. Ok. Những màn hình sâu thì mình sẽ đi sâu xa hơn. Ok. À, thì tại sao mà nó cứ ngừng chân của con. Ở con số là 29.000. À, 400, 500. Ok. Bởi vì nếu mà bạn zoom ra. Bạn coi trong cái khung tuần. Ok. Thì chỗ này là một chỗ kháng cự. Khá là mạnh. Dựa theo vài năm trời. Ở đây. Năm 2000 năm 2020 năm 2000 xin lỗi bạn 2021 và năm 2022 Ok 3 năm trời Ok nó nó tới đó là có vẻ là nó đây là một chỗ kháng cự khá là khá là mạnh bởi vì vậy nó bởi vì vậy nó vừa rồi nó lên được tới 31 000 thì nó cũng cũng hồi lại Ok bởi vì có 3 năm lịch sử Ok nó phải phải phá vỡ Ok đây mình đang có nằm ở trong cái khung ngày, thì cái trend vừa rồi nó có một sự thay đổi chút chút, nhưng chưa đáng kể, nghe? À, vừa rồi thì là mình trên cái đà là lên, lên, rồi nó xuống, ok, rồi nó xuống tiếp, ok, và vừa rồi từ cái nến đỏ này nó chuyển qua một cái nến xanh và nó cao hơn, ok, và cái nến này là cái kia nến ngày, đúng không? Thì mình cần cái nến này nó, nó gọi là nó, nó xong đi, ok? nó xong đi và nó tạo thêm vài cái nến xanh nữa để cho mình biết là cái xu hướng là nó đã đã đổi uh, riêng nhìn vô OSI thì nó cũng rất là ok ok rất là tốt à, uh, MACD thì cũng rất là tốt nha yeah, rất là tốt ok đây mình nhảy vô cái khung 4 giờ thì riêng cái khung 4 giờ thì uh, nó không có gì thay đổi máy nha yeah à, những cái con mức giá này ok và vừa rồi nó đang có vẻ vẽ là ngừng chân ở 29.500 ok thì có vẻ là đây đây là cái con số mình đã chia sẻ ok và những con số này 28.700 mình đã vượt qua cùng nhau 29.300 mình đã vượt qua cùng nhau ok và ngay vì nó đang nằm con số này và con số kế tiếp là 29.800 ok và để cho cái trend này nghe nó nói là nó định hướng luôn á ok cái tín hiệu đầu tiên thì rõ ràng bạn phải đã biết là nó phá vỡ cái 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 hình tam giác màu đen này và cái con giá đó đó là 29.300 29.400 Ok 29.300 Ok thì đó là một cái tín hiệu đầu tiên là nói là nó có xu hướng đi lên cái tín hiệu thứ hai mà để xác định đó Ok để mà một gọi là cái cái xác suất nó cao hơn nhiều á là cái xu hướng đi lên đó là nó phải phải đánh vỡ cái 30.000 50 và và ở trên đó và để tiếp tục để mình thấy được những cái con số là 31.000, 32 500 và 33.000 và có thể tới tới 30.16.000, 16.000. À, thì hai cái con giá mà ngay bây giờ là bạn nên quan quan tâm á. Con giá đầu tiên á là nó phải nằm ở trên cái cái vành đen này. Ok là có nghĩa là 29.400 Ok Ok nó phải nằm ở trên cái cái vạch đen này cái vạch đen này kéo từ trên đây đi xuống Ok nó phải nằm ở ngoài đó nếu mà nó lọt vô lại cái 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 hình tam giác thì gọi là cái cái chuyện mà bập bên bập bên ở trong đây rồi sau đó nó bung lại lại xảy ra tiếp Ok cũng giống như cái video rồi mình mình chia sẻ Ok nhưng mà nếu nó nằm ở trên cái vành đen là trên cái con giá được 29.400 là rất là rất là tốt cho cho Bitcoin ok Riêng nhìn về OSI thì ngay bây giờ nó vẫn nằm ở trên cái vành xanh khá là tốt. Ok. Chừng nào mà bạn thấy mà nó chút đầu đi xuống di cắt dưới cái vành xanh là có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị cho những con giá thấp hơn. Ok. Um, riêng cái con giá này nè là con giá cực kỳ quan trọng là 27.300 nghe bởi vì đây gọi là một cái baseline rồi ok gọi là cái móng của cái trường hợp bập bên bập bên 10 ngày trời, ok, đây là cái móng 27.300 Ok Nếu nó vẫn còn giữ được trên 27.300 thì xu hướng nó Có thể là lên tiếp, ok Nhưng mà nếu mà nó cắt Nó cắt xuống 27.300 thì có nghĩa là Những cái con số kế tiếp bạn nên quan tâm là à, Cũng đã có Nằm ở đây rồi à, Trong những cái video trước cũng giống như video đây Ok à, Và trước cái con giá Mà 27.300 thì rõ ràng mà thì nếu bạn thấy cái những cái tín hiệu giống như là nó cắt xuống 28.100 nè, 27.000, ok 27.600 rưỡi nè, 27.500 thì bạn biết là cái xuống nó đã đã đi xuống rồi. Ok, để 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 bạn đổi chiến lược. Ok, đổi chiến lược. Ok là nó đã đã đi xuống. Ok. À, xin lỗi bạn. Ok. À, để mình coi thử cái uh, riêng cái khung ngày nha. Nghe cái khung ngày của mình á thì nó vẫn là trên cái đà đi lên đi lên biết vừa rồi là nó có một cái sự bập bên đi xuống ok bập bên đi xuống nhưng nó vẫn trong mà gọi là một cái trend lớn á thì nó là vẫn là up up trend nó vẫn là bullish ok và trong cái khung ngày um, nhìn vô macd và osi ấy thì khá là khá là ok ok um, để mình coi coi thì mình còn cái gì nữa để mình sẽ không À, thì vừa rồi nó phá vỡ ok thì vừa rồi nó là bập bên xuống 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 và vừa rồi là nó phá vỡ cái vành đen và cái mà... vấn đề đi là... là đi lên mình đang nằm trong khung 4 giờ ok và mình cần nằm ở trên trên cái vành đen này nghe cái vành đen này à, một hai cái nến nữa thì nó sẽ nó nó sẽ gọi là nó cái xác suất nghe cái phần trăm đi lên cao hơn và nhớ trong cái video nào mình cũng nói hết đó ok cái sóng hai vẫn vẫn phải cần xảy ra ngay bây giờ có thể là một cái rally lên đánh vỡ những con số giống như 31 000 32 000 hoặc hơn chút xíu rồi sau đó nó vẫn phải quay đầu đi xuống trước khi nó đánh vỡ được những con số 4 40 năm 50 và trên nữa. Ok thì nó phải có một cái lần gọi là reset để 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 để, để chuẩn bị. Ok. À, nhớ là lúc nó lên thì nó sẽ cắn những cái con số này. Ok thì à, mình muốn chia sẻ những cái nhắc nhở những cái thứ đó để cho bạn quen bạn, bạn biết ok để bạn nghe cái cái con số 30.000 uh, 30.000 một trà 31.000 thì rõ ràng là cái điểm đỉnh của nó rồi Ok uh, Nếu mà cắn được 30.000 Ok 30.000 50 và nằm ở trên đó thì là có cái xác suất cái phần trăm mà đi lên đó ok để gặp những con số này thì rõ ràng nó phải nó nằm đâu khoảng cả 60. Ok mà cắn luôn cái câu 31 thì rõ ràng là cái xác suất nó sẽ đi lên là khoảng cả 70 là phần trăm nó lên. Nó gặp được 3 30.000 à 30 32.533.000. Ok và cao nhất có thể là tới 36.000 đợt này. Ok. Ok mình sẽ nhìn vô cái khung ngày ờ à, khung giờ chút xíu. Ok. À thì đây, nó okay, cái vừa rồi là nó nằm ở trong cái hình tam giác này của mình, ok và nó bập bên đi xuống nghe trong khung ngày cũng vậy, ok và đây cái khung ngày thì nó rất là bullish, ok uh, nó tạo hai high, hai high, hai hai và hai high, ok rất là bullish ngay bây giờ, ok rất là bullish, ok thì uh, những cái giờ tới đây nó phải cần giữ ở trên cái vành cái vành ít nhất là cái vành đen này để tiếp tục, ok tiếp tục, ok thấy được cái con số là 29.800 và 30.000 50. Ok, 30.000 50 là cái nếu mà nó chạm được ở đó và nằm ở trên đó thì cái xác suất đâu khoảng cỡ 60 65% là nó sẽ gặp những con số. Ok, những con số này. Ok. Thì mình sẽ đi cùng nhau. Ok. À, biết là ngày hôm nay mình đã đẩy hai cái video ra cho bạn rồi. Ok. Nhưng ngay bây giờ thì mình đang uh, đang ngồi ở trên mạng để giao dịch thì uh, thì mình muốn làm cho một cái video nữa để bạn có một cái gọi là một cái uh, bạn biết hết những gì mình đang biết ngay bây giờ để bạn có một cái sự chuẩn bị để để sắp xếp um, cái công việc của bạn. Uh, nhớ là bạn đừng bỏ một cái video nào hết nha. Nhớ coi tất cả những cái video mình gửi thì um, cái video kế tiếp có nghĩa là mình cộng thêm thông tin thôi. Có nghĩa là uh, để hiểu hiểu hết câu chuyện thì bạn phải coi tập 1, tập 2, tập 3, tập 5. Ok ngay bây giờ mình đang nằm nằm ở tập 20 và bạn chỉ coi cái video này thôi á thì mình sẽ bạn sẽ không hiểu được hết câu chuyện. Ok nhớ uh, cố gắng quay lại những cái video trước đây để coi à, um... nhớ là trong lịch sử dựa theo lịch sử á, ok của bitcoin á, thì thường, thường thường tháng 5 và tháng 6 nghe tháng 5 và tháng 6 thì nó rất là yếu cho nó không có mạnh ok rất rất là yếu ok à, uh, thì có nghĩa rằng có thể là đợt này nó lên nghe nó được ngay bây giờ mới ngày 6 tháng 5 mà nó lên nó cắn những cái con giá cao hơn 31.000, 32.000 hoặc hơn nữa. Rồi sau đó nó sẽ quay đầu đi xuống. À, cái phần trăm mà cái 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 tháng này, nghe thường thường, cái tháng năm này nè, thì cái giá nó bập bên nó lên không được bao nhiêu. Nghe nó 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 không nó không có lên được bao nhiêu. Cái đó là dựa theo data của lịch sử thôi. Ok. Còn nếu chừng nào nó phá vỡ thì mình mình sẽ có một cái data mới để để nói về nó. Ok. Um, hồi nãy trong cái khung cái khung tuần mình nói là 2020 2021 2022 thì đó cái chỗ đó, ngay cái khung chỗ đó là cái kháng cự của nó là là 28.000 và 30.500. Ok. Và mình nhớ là cái con số mà 30.500 trước đây cả khoảng cỡ 2 tuần rồi mình nói về cái con số 30.500 à 31.000. Mình không có nói về 31.000 nhiều nhưng mình nói về 30.500. Nó phải nằm ở trên đó một tuần trời. Ok một tuần trời. Ok bởi vì nó có nó có 3 năm ok 3 năm kháng cự ok nó phải nằm ở trên đó để nó chứng tỏ chứng tỏ nó là cái trend này có thể là đi lên tới um, ok 40 000 hoặc hơn nữa ok nhưng mà nếu mà nó không nằm được ở trên ok không nằm được ở trên 30.500 một tuần trời có thể nó lên ok nó nó cắn được 31 32 rồi sau đó ok nó hồi lại nhưng nó không nằm ở trên một tuần trời thì có nghĩa là cái sóng số 2 Ok, sống số 2. Sống hồi, sống số 2 sẽ sẽ bắt đầu và những con giá mà sóng à, sống số 2 sẽ có thể chạm là đâu? Mình cũng đã chia sẻ cho bạn rồi, là 25.300 20 uh, 23.900 và khoảng có 22.000. Ok. nếu cần thêm thông tin quay lại những cái video trước đây để để tham khảo. Ok, vậy thôi. Uh, ngay bây giờ là 1 giờ 23 nha, sáng ngày 6 tháng 5 2023 và mình sẽ gửi cái video này uh, vô uh, Yellow cho bạn ok uh, hoặc email để bạn để bạn tham khảo ok và lúc mình nhắn gửi nó đi đâu thì mình sẽ nhắn trên uh, nền tảng nền tảng Twitter cho bạn ok vậy thôi xin chào mọi người